Xin chào quý vị bà con ngư dân. Sóng lạnh tăng xuống nước ta đêm qua và sáng nay, cường độ không mạnh, lại tăng lệch về phía đông nên vùng tác động của nó chủ yếu ở khu vực phía đông bắc của biển Đông. Và cường độ gió mạnh cấp 6 ở khu vực này cũng chỉ duy trì trong nốt đêm nay và sáng sớm ngày mai. Từ trưa và chiều mai trở đi, ở khu vực phía bắc của biển Đông cơ bản không còn những thành phần gió cấp 6. Sang đến ngày 14 tháng 10, khối không khí lạnh suy yếu đi hẳn, trường gió khu vực phía bắc của biển Đông suy yếu dần và chuyển từ hướng đông bắc thành hướng đông bắc đến đông với cường độ giảm còn chỉ từ mức cấp 4 đến cấp 5. Sang đến ngày 15 tháng 10 thì gió gần như chuyển hẳn sang hướng đông, cường độ giảm thêm còn mức cấp 4. Các hoạt động lưu thông đi lại của tàu thuyền trên khu vực phía bắc của biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa trong tuần tới cơ bản thuận lợi. Rãnh áp thấp xích đạo thì tầm hoạt động trong khoảng 6 đến 8 độ vĩ bắc, không khí lạnh không đủ mạnh để vươn tới khu vực giữa của biển Đông, không chịu tác động của hình thái thời tiết xấu nào. Trong khi đó thì khu vực phía nam của biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, thời tiết đáng lưu ý nhất trong 3 hôm tới vẫn là những cơn mưa rào và dông tiếp tục xảy ra về chiều tối. Trong đêm nay và ngày mai cũng như 2 đến 3 ngày tới ở khu vực vịnh Bắc Bộ thì trường gió đông bắc vẫn duy trì mức từ cấp 3 đến cấp 4, sóng biển cao từ 0,75 đến 1,55 m và chưa có dấu hiệu xuất hiện mưa rào và dông. Thời tiết đẹp cho các hoạt động ra khơi bám biển, khai thác ngư trường và đi lại trên tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ và ngược lại. Khối không khí lạnh mới tăng xuống nước ta nhưng đã yếu đi nhanh. Những cơn mưa rào và dông trên khu vực biển miền Trung, vùng từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận chỉ còn duy trì trong nốt đêm nay và chiều tối mai. Từ ngày 15 tháng 10, thời tiết khu vực biển miền Trung trong những ngày tới cơ bản cũng thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển, khai thác ngư trường hay đi lại trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn và ngược lại. Thưa quý vị, bản tin thời tiết biển ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.